Đây là các chào các cô bác, tình hình là chợ mà ế quá mà bây giờ đi ngủ hết. Em bán bánh này sáng giờ bán không được, nằm ngủ. Xong rồi là về than với chồng là bảo là em về em em mệt lắm, không ăn không ngủ được. Mà tới chợ ngủ mất, ngủ từ sáng đến giờ. Đi chợ mà chứ nằm ngủ với đọc báo. Tình hình là ngồi bán mà thế này. Đọc báo nhìn này thì chợ búa này, tiểu thương thì chứ ngồi đọc báo có thấy người đâu. Khách thì không có, người thì đọc báo, người thì ngủ. Chợ thì vắng tanh này, bây giờ mới có 6 rưỡi mà chợ vắng tanh, người thì đọc báo, người thì nằm ngủ. Đấy. Rồi bây giờ là chào mọi người đây này. Giờ đây đến giờ đây là chị Vải này mới bị hack Facebook vì đi mượn tiền này. Mượn tiền người ta nợ nhiều quá. Giang hồ đòi nhiều quá. Đòi nhiều quá hack mất Facebook luôn. Còn đây bà Tám này bán này không lo bán thì đang ngồi đọc báo này. Ngồi đọc báo từ sáng đến giờ. Cầm điện thoại ngược thì chứ bảo là hôm nay ô tô lật. Đọc báo ngược này chứ bảo ô tô lật. Thịt bò thì đang còn nhiều đấy này. Còn chị Thu đi đâu rồi? Bán hàng mà chị Thu không biết là chị Thu đi đâu. Trái cây thì còn đang còn đầy này. Xin chào chị nhá. Live chim không có chim để mà like đấy chứ. Chợ Đắk Lua mà vắng tanh. Rồi cái xóm nhà lá bên này thì sao vậy? Chào em Hồng ơi. Chợ búa mà vắng tanh vắng ngắt, không có ai hết. Buôn bán thì tầm này. Cái này là bán vì đam mê thôi đúng không bà? Ừ, lời lãi thì tầm này lắm, chán lắm. Nghỉ chợ đấy, chuẩn bị ngày bà nghỉ chợ đấy. Bà nghỉ luôn hả? Buôn bán vì đam mê. Lời mỗi cái tình cảm chứ là lời làm gì có lời gì. Đây, thịt heo thì đang còn nhiều đây, quá trời thịt heo. Đây cô Hồng đây. Cô ơi sao không bán mà sao lại đi đâu rồi cô? Bán nhiều quá nhọc rồi đi chơi. À sáng giờ đếm tiền không kịp rồi hả? Đây là bà Nhuận. Bà Nhuận bán thịt lợn ở chợ Đắk Lua. Xin chào bà Mến nhá. Đấy bà Mến giờ chắc là bà Mến bán chạy nhất. Giờ còn có mấy cục thịt đây này. Bà Mến này có duyên. Bà Chuyên vẫn đang còn à? Hello chị Dung sao bán à? Không bán này đi đâu rồi chị Dung? Thịt heo, thịt bò đây. Thịt heo gì cô ơi? Heo chết. Heo chết à? Đúng rồi. Đúng rồi, phải mổ thì nó phải chết chứ. Nó mổ mà nó sống ở đây thì ai dám mua? Heo chết rồi bò chết. Đấy. Chứ cô chứ nói là thịt heo chết, thịt bò chết mà người ta vẫn mua. Nếu mà sống mà đứng trên bàn ai dám mua? Cá mắm thì. Cá thì còn sống. Thì chết. Cá chết cũng chết rồi. Cá tôm với bà quá hương chết hết rồi còn đâu. Cá chết hết rồi còn đâu. Ông lại bán thịt gà đi, lại đây ngồi cô. Hát bài nghe coi đỡ buồn ha. Hát bài nghe đỡ buồn cô. Chợ bữa nay là ế, cứ về ăn đủ. Ăn đủ hả? Chứ cháu nói cô nghe thịt gà cô cái ế mấy con còn về còn ăn được. Nhà cháu bán rau kéo về ăn, rau ăn kéo được đâu. Không dám ăn. Nên thấy không, bà bán gà lúc nào cũng mập như này thấy không? Mập múp míp này. Mà cái thằng bán rau kéo tàn xương không, ăn không được. Toàn thấy rau găm. Đây ăn thịt bò thì theo bà nào bán đồ ăn là bà nào cũng mập. Mà mỗi có em là bán đấy là tại vì bên đấy là bán không kịp nên là thối tiền không kịp nên là gầy. Tiền nhiều, tiền
Dạ. Sao vậy ạ? Thì mình dưới vào hình ảnh mình đăng thôi chứ có gì đâu. Quay như này á, nó bắt nét, camera nó bắt nét hơn. Quắc cô phát trực tiếp là nó không bắt nét được, hiểu không? Nó cái camera nó bắt nét không kịp. Tại sao mà... Cháu chào bà nhá. Đấy, hai bà này đang ngồi bán rau này. Yên tâm này, mọi người tới chứ mua, tới mua rau nhá. Rau có xịt thuốc sâu chưa cô? Bà Hà, rau có xịt thuốc sâu chưa? Rau không xịt thuốc sâu. Có à, không, nếu mà không xịt thuốc sâu là không ai mua đâu. Vì đấy, bà kia xịt cho nên bà kia bán đừng chạy hơn. Tại vì người ta yên tâm vì không có sâu. Rau của bà này thì toàn sâu không? Bán hàng chỉ ngồi ăn thôi. Bà kia, còn cô Huấn thì sao? Sao không bán thì lại đi rau mời cô? Ế quá, cô đi dạo thôi. Bây giờ chỉ có xóm này chỉ sữa sướng nhất bà và anh thôi. Bánh mì thì còn nhiều mà chứ ngồi nằm ngủ này. Đấy, sướng nhất bà và anh chứ tới chợ là chứ nằm đu đưa. Xin chào chị Thế, chị Liên nhá. Rồi xin chào chị Thế. Tình hình cảm xúc thế nào? Chị Dung ơi, sao không bán thì chị lại đi ra đây rồi. Xóm đảo. Chẳng chó nào mua chết sợ. Đây hàng hóa chợ búa mà không thấy người đâu. Chị Dung ơi, sao chị không ra cái túp lều của chị bán đi. Đấy, có khách một cái là chạy y hoạch. Xin chào bà Xuân, sáng giờ bán được 100 chiếc bánh đa chưa? 10 cái. Chào, sáng giờ bán cả 100 cái rồi lại bảo bán 10 cái. Nói về cộng đồng mạng họ cười cho. Đây, Thúy đây. Được. Hát bài đi. Hát bài. Ôi. Nước lũ đã hết rồi. Nước lũ đã. À. Có cảm xúc gì không chị? Ngày nay là nói chung sạch sẽ rồi. Tâm hồn nó thoải mái rồi. Tâm hồn. Nói gì mà cơ tổ là ê quá. Ê quá là hơi buồn. Hơi buồn thôi đúng không? Chứ không phải buồn hắn mà là hơi buồn. Nhưng không phải buồn gì hết đấy. Buồn là khổ lắm. Dạo này ế cho nên phải nhìn nó mập mạp lên hẳn đấy nhá. Tại vì ăn trái cây nhiều. Ăn trái cây nhiều quá ế phải ăn cho nó hết. Này đẹp da là hoàng đấy chứ. Quá đẹp. Ăn nhiều trái cây là đẹp da đúng không? Đây giờ đi qua xóm nhà bà Thi đây. Xin chào bà Thi. Xin chào. Thi có hát bài không? Hát bài. Hát một bài vào điên. Bài hát mấy nghìn người xem á, bà hát 5.000 người á, 5.000 người xem đồng hoàng ấy. Thi hát có 1.001 à, nhưng mà bà Thi hát 5.000 đấy. Chào người đẹp.